Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Sẻ con và diều giấy. Sẻ non đang sập sè bay lượn, vừa được cha mẹ cho ra riêng dăm hôm. Sẻ ta nhìn thế giới thấy cái gì cũng đẹp cũng lạ. Trời xanh nè, nắng vàng nè, bên dưới là cánh đồng mênh mông, rập rờn biển lúa chín vàng. Cảm giác khoan khoái thiệt đó. Ôi trời, làm em hết cả hồn. Chào anh Sẻ. Chào chú. Nè, chú đánh rơi cái gì ạ? Đâu có, em đang rình con ruồi. Chào, ruồi với mũi. Dẹp, đi chơi với anh đi. Đi đâu? Lên trên kia. Thôi, em hãi lắm. To khỏe như anh thì được, còn em, ốm nhom ốm nhách thế này. Ừ, có lẽ... Tội nghiệp chú mày thiệt, yếu thế thì làm sao bay cao. Thôi, chào nha. Trời, sao gã diều giấy kia to thế nhỉ? Kể mà có 10 đứa như mình đầu lên lưng gã vẫn còn thừa chỗ chứ. Chào bác Diều. Ờ, bác bay lên được tầng đây kia à? Khỏe thiệt. Chuyện vặt đó mà. Nói chú mày biết nha, nếu không có sợi dây chết tiệt kia thì anh mày còn lên cao nữa. Lên cao đến đâu hả bác? Thì đến... đến mây chứ còn đến đâu nữa. Rõ thiệt là. Ôi chào, lên đến mây. Tuyệt thật đó. Có lẽ bao thế hệ nhà Sẻ chúng mình xưa giờ chưa ai dám mơ màng đến chuyện lên mây. Bác cho em theo lên mây với nha. Lên mây á? Chú mày ấy à? Ồ, yếu thế mà cũng đòi. Sao mẹ không sinh ra mình là diều chứ? Thân hình mình thì bé chót, bộ cánh xấu xí, vàng xỉn, làm sao mà đọ được với dáng vẻ to lớn, trắng trẻo, hùng dũng của diều. Cái gì của bác diều cũng đẹp. Bác Diều ơi. Hay bác cho em quá giang với nha. Em sẽ đậu lên lưng bác. Ừ, thôi được. Nể chú lắm đó. Nhớ ngồi cho vững. Không xong rồi. Lờ mờ. Té gãi cổ chứ chẳng chơi. Mai mình còn đôi cánh chứ không thì mất mạng rồi. Ủa, bác Diều đâu rồi ta? Hay bác ấy lên tới mây rồi? Chỉ tại mình vụng về, tiếc thật. Khỉ thật, đang bay cao hứng thì đất phục. May mà thằng Sẻ Non không thấy. Trong cuộc sống, dù bạn có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng cần phải biết chỗ đứng của mình là ở đâu. Hãy luôn khiêm tốn trong mọi hoàn cảnh, đừng quá kiêu căng, tự phụ, để rồi có ngày sụp đổ mà không đứng lên được.